Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thấy rằng phục vụ của Chủ nhật lễ lá hơi khác thường một chút xíu. Khác thường ở đây là chúng ta nhắc lại hai biến cố. Một biến cố là Chúa Giêsu Kitô chuẩn bị bước vào thành Jerusalem và người dân chúng họ đón tiếp Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Và biến cố thứ nhì là sau khi Chúa Giêsu Kitô đã bước vào thành Jerusalem rồi thì họ cũng đối xử với Chúa Kitô như thế nào. Khi cùng với thầy giáo đông và tất cả các thượng tác viên, chúng ta chứng kiến lại dân thành Jerusalem họ đón tiếp Chúa Giêsu một cách rất là nồng hậu và họ tán tụng Chúa Giêsu Kitô bằng cách họ dùng cành lá trên tay, đó là văn hóa của họ, và họ để muốn diễn tả một vị rất là quan trọng đối với họ trong cuộc sống và đối với cái thời điểm xã hội lúc đó. Và họ không những đón Chúa Giêsu Kitô vào thành với cành lá, mà họ cởi luôn cả cái áo của họ. Nếu cái áo choàng, họ lót cái áo choàng ở phía dưới để làm nền thảm cho Chúa Kitô vào thành Jerusalem. Tung hô Chúa Giêsu Kitô khi vào thành Jerusalem ngày hôm trước. Ngày hôm sau, cũng chính những người này họ kết án cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Có một sự mâu thuẫn rõ ràng ở đây, một sự tương phản. Ngày hôm trước như thế, ngày hôm sau lại khác. Mà sự tương phản này giáo hội muốn nhắn nhủ mọi người chúng ta ở một điểm, đó là lòng của con người thay đổi. Tiếng Việt của chúng ta gọi là thay lòng đổi dạ. Ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Mỗi người chúng ta có thể nói ngày hôm nay, chiều tối hôm nay chúng ta ca tụng và chúc tụng Chúa, nhưng khi về nhà tối hôm nay hoặc là sáng ngày mai, chúng ta hoàn toàn là một con người khác, một con người không có niềm tin. Sự tương phản ở đây cho chúng ta thấy ngày hôm trước cũng Judas Iscariot cùng ngồi chung một bàn với Chúa Kitô, cùng chung một chén và ăn chung một tấm bánh. Nhưng ngày hôm sau lại chối thầy và bán thầy cho buồn cùng. Thay lòng đổi dạ. Thánh Phêrô cũng vậy. Ngày hôm trước ai mà đến bắt thầy phải bước qua xác chết của con, dám tuyên xưng với Chúa Kitô như vậy, con sẽ không để một người nào đụng tới Chúa, đụng tới thầy. Nhưng ngày hôm sau, chỉ có một cô gái thôi, một trẻ em thôi, chỉ cần hỏi làm chứng cho chúng biết Chúa Giêsu Kitô không, mà đã chối thầy đến 3 lần. Hay là đổi dạ. Chúng ta được một cái bài học ở đây. Một cái viên ngọc trai trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, đó là gì? Mà để tìm được viên ngọc trai này, mỗi người chúng ta cần coi lại cuộc sống của mình. Chính bản thân con cũng vậy, chính quý ông bà và anh chị cũng vậy, và chính với những người nào, Giuđa và Phêrô, là những môn đệ theo Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ba cái thái độ, và ba thái độ này sẽ giúp cho chúng ta tìm được cái viên ngọc trai, viên ngọc quý báu trong cuộc thương khó. Thái độ thứ nhất, đó là thái độ tuyệt vọng của Giuđa. Ông biết rằng ông có lỗi, ông hối hận là ông đã bán thầy, nhưng ông lại tuyệt vọng bởi vì ông không tin tưởng nổi cái tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với ông và cái sự tha thứ bao dung của Chúa Jesus Kitô tha thứ cho ông. Ông không đón nhận được, và chính vì thế ông rơi vào một thái độ tuyệt vọng và đi đến kết liễu cuộc đời này. Thái độ thứ hai, đó là những nhà cầm quyền, quan Philato hay các thầy thượng tế của thời Chúa Giêsu Kitô, họ cố tình ở trong tội lỗi. Họ biết là họ có lỗi, là họ
phạt một người vô tội và tha bỏ Baraba và cuối cùng kết liễu Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Nhưng họ vẫn tiếp tục cố tình ở trong tình trạng tội lỗi đó. Bởi vì sao? Sau khi Chúa Giêsu Kitô phục sinh, họ vẫn không ăn năn thống hối. Bởi vì họ muốn bám vào cái vị trí xã hội quyền lực của họ lúc bấy giờ. Cố tình ở lại trong tội lỗi. Thái độ thứ ba, đó là thái độ của Thánh Phêrô, ăn năn thống hối. Mà cháu bé vừa nói với chúng ta về tên trọng lòng, biết ăn năn thống hối và chạy đến Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phêrô nhận mình là người có lỗi, biết mình là quá lỗi, đã chối Thầy không một lần mà tới nhận ba lần, và Ngài đã hoàn toàn ăn năn thống hối. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa vô bờ bến và sự bao dung rộng lượng của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thương nhân loại vô bờ bến, đến nỗi đã gửi người con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian, và Ngài đã ban người con và thí mạng người con của chúng ta, thì không còn gì nữa mà hơn nữa mà Chúa Thiên Chúa ban cho chúng ta ngoài người con yêu quý này. Nếu chúng ta có chạy đến Thiên Chúa thì Chúa đã ban người con rồi, thì Ngài có thể ban tất cả những thứ khác. Thánh Phêrô cảm mừng được điều đó. Ngài ăn năn thống hối và cảm nhận được tình thương vô bờ bến và đã trở về. Và chính cái kinh nghiệm tội lỗi của Ngài và chính cái lòng ăn năn thống hối của Ngài đã giúp cho Ngài trở thành một vị giáo hoàng đầy đủ với tư cách vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo của chúng ta. Vậy, để tìm được viên ngọc trai trong bài thương có hôm nay, ba thái độ tuyệt vọng, cố tình ở trong tội lỗi, ăn năn thống hối trở về với Chúa. Ba thái độ này, và con được đặt thành một câu hỏi: ông bà và anh chị em chọn thái độ nào? Và cách chúng ta chọn thái độ nào khi chúng ta bước vào tuần thánh 2019 năm nay? Làm hòa cùng Chúa.
sẽ được Chúa mở đường khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của người, người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Con tạ ơn Cha một nơi một lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Đức Kitô, người là đấng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và các thân, chúng con không ngừng ủng hộ Chúa rằng
lại Đức Thọ. Mà Chúa đang ở đây khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Đức Kitô. Xin Chúa cùng dâng lên anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Các linh hồn khác mà chúng con nhớ các đặc biệt trong các lễ chuyển đổi hôm nay, với tất cả những ý nguyện chúng con dâng, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nào xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng những sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo nữ Việt Nam, Thánh Cecilia và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được gia người và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người hiệp với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến chúc bình an cho nhau.